Thoáng nhìn qua, những chiếc bánh xôi hoa không khác gì bánh gato. Những hạt xôi dẻo thơm được đóng vào khuôn và trang trí thêm phần hoa rất sinh động bên trên. Mỗi chiếc bánh xôi hoa mang theo rất nhiều nét tinh tế và sự khéo léo của người làm ra chúng. Xôi là một món ăn truyền thống của Việt Nam và xôi hoa đậu là một biến tấu tuyệt vời. Hiện nay, xôi hoa đậu đã trở thành một trào lưu được hàng nghìn chị em mê mẩn. Nếu các bạn muốn thể hiện tình cảm của mình với những người thân yêu theo một cách thật đặc biệt, thì tôi nghĩ rằng xôi hoa đậu chính là một lựa chọn tuyệt vời. Chính vì vậy, trong khóa học này chúng tôi muốn mang đến cho các bạn các bước cơ bản từ A đến Z để làm được một chiếc bánh xôi hoa. Tôi xin giới thiệu chuyên gia của khóa học, chị Lê Thùy. Ôi, xin chào tất cả các bạn. Chị Lê Thùy hiện đang là một chuyên gia về bánh nghệ thuật. Chị đã có rất nhiều học viên ở khắp các tỉnh thành. Hy vọng rằng qua cái khóa học này thì sẽ truyền được cái cảm hứng cho các bạn. Và các bạn sẽ có thời gian thật là vui vẻ để trải nghiệm món xôi hoa đậu này.